Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái thử thách đó chính là, đây mọi người ơi, đó chính là ăn trứng sống. Và ngày hôm nay để tăng thêm độ khó cho game thì mình sẽ vừa ăn trứng sống và vừa bắn rap. Ok, dạo này mê rap lắm mọi người ạ. Mình là một người gọi sao ta, rất là thích văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, nên ngày hôm nay sẽ thử cái món này. Đây là trứng vừa mua xong, trứng sống nha. Còn đây là natto, những thứ nhớt và thối nhất Nhật Bản. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử sang Nhật hơn 2 năm rồi nhưng mà vẫn chưa thử món này lần nào. Thì hôm nay mình sẽ thử món này. Bắt đầu. Chị ơi, cho em xin bắt cơm. Trong thời gian xin cơm. Cơm nóng nha mọi người, phải ăn được cơm nóng nha. Thì mình sẽ bóc cái trứng này ra. Mọi người bóc cái này nhá, đừng bóc cái này, bóc cái này là sai, bóc cái này. Được phát chưa? Trời ơi. Đây, trứng sống đây. Chị ạ, thank you. Đấy, bình thường thì mọi người sẽ có thể là ăn trứng lòng đào này, rồi là trứng ốp la này, thì cái lòng đỏ nó vẫn còn sống. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ chơi trò đúng theo kiểu người Nhật, là cầm một trứng như này, đập tét phát vào bát, xong khuấy lên và ăn luôn. Mình cũng chưa ăn thử bao giờ nên là cũng có chuẩn bị back bling sẵn rồi. Thì không nên chuẩn bị mình nữa, là luôn vấn đề. Hôm đầu tiên là phải là tội đấy nhỉ, ăn thử nào. Đây mọi người, đây là cái món gọi là rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà cũng không kém phần thối. Tèn, tèn tèn, chơi chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ là bỏ cái, đây là gói nước tương này. Bóc cái màng này ra, nhớt thôi rồi. Đấy, trời ơi. Sau đó là mình sẽ đổ cái gói nước tương này vào. Để cái không thấy rồi. Rồi. Bây giờ là đến cái phát kinh khủng nhất. Khuấy lên. Thối. Thối, 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 thối. Chà, khuấy lên. Mình có khuấy như này. Khuấy như này. Nhà mình không có wasabi hiện tại nên là hôm nay sẽ không có wasabi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Đấy. Thử miếng chứ. Cái gói em sốt này nó có mùi thịt nướng. Gói sốt có mùi thịt nướng. Được. Nói chung là giờ nó chưa thối lắm. Ăn được. Ôi giời. Rồi. Để sang đây đi. Ôi giời. Nghiêng nghiêng xìu. Nghiêng nghiêng xuống đó. Đây là đến cái loại natto này. Nên cái này là natto organic hữu cơ. Anh chả. Đây. Cũng thế. Cũng có một gói sốt. À. Còn có một gói gì ta? Mù tạt vàng. Giờ mình sẽ bắt cái đấy ra. Đấy. Rồi ôi. Vẫn nhát. Vẫn nhớt. Vẫn làm. Rồi. Dính thế chứ. Bây giờ mình sẽ cho cái gói này vào. Cho cái gói này vào. Ê, chà, 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 chà. Cho cái gói mù tạt vàng này vào. Rồi, khuấy nó lên. Đánh nó lên. Đánh nó lên. Lúc nào mà nó bông nhớt lên thì đánh về nó được. Đánh nó lên. Rồi, rất có gói. Thấy chưa? Rồi, ăn thử cái này trước. Xem chắc ăn được chưa? Ui sao cứ nhìn cái này thấy có một mùi thối hơn đấy chị ạ. Cái này thì vị bình thường, không có mùi gì hết. Có mùi natto thôi chứ không có mùi thịt nướng. Để sang bên này. Natto này thì nó là đậu tương lên men kiểu Nhật. Đấy, nó là lên men rồi, ăn này thì rất tốt cho tiêu hóa, rồi là tốt tránh bị cái gì ta? Tiền đình à? Không phải. Tránh bị à? Đột quỵ, đột quỵ, đột quỵ. Người Nhật rất là hay ăn. Nhưng mà mình thì cũng từ từ. Và sau đây là tiết mục kinh hoàng nhất ngày hôm nay. Đó chính là ăn trứng sống. Khà khà. Rồi, thế chẳng khả năng là phải đổ ra cái bát thấp. Rồi, run. Trứng sống. Ô
hôm nay mình đã mua khay trứng đắt tiền nhất siêu thị. Khay trứng này thì tính ra tiền Việt có trị giá là gần 70.000 nha mọi người. Gần 70.000. Ở Nhật thì trứng rất là sao được kiểm định rõ ràng, nên là mình ăn thì sẽ yên tâm về cái khâu mà kiểu an toàn vệ sinh thực phẩm các thứ ấy. Nhưng mà bởi vì mình không ăn quen nên là không biết hôm nay có bị Tào Tháo rượt không, nhưng mà thôi cứ thử đã. Đây. Đấy, 10 quả. Còn chị ạ. Đấy, 10 quả. Trứng nào. Kỹ nha. Ây da. Úi trời. Úi trời. Nóng à, sống rễ đình đạch luôn. Có cần thêm quả nữa không nhỉ? Thôi. Thêm một quả nữa nhá. Bây giờ quấy lên. À. À. Mọi người thấy chưa? Này. Úi giời. Giờ thì như kiểu là gì ta? Úi giời nhớt. Úi giời ơi, nhớt. Khả năng là để trông cho đẹp đẽ hơn thì em sẽ lấy thêm một cái nòng đỏ. Có đi không? Thử đi. Đấy. Ấy. Ấy, thấy không? Đấy. Trời ơi. Rồi. Bây giờ thì phải cho thêm nước tương của Nhật vào, không thì nhạt không ăn được. Cho thêm một tí thôi. Nhưng mà cho thêm một tí tiêu. Thôi nói xong thì cái bát cơm này nguội bó rồi. Bây giờ thì đầu tiên cho thêm ăn trứng sống. Không có nạt tổ trước. Đấy nha mọi người nhá. Trứng sống 100% nhá. Thấy chưa? Cái này đánh lên rồi đây này. Nhớt nhiều đây này, thấy không? Đấy rồi. Chị ơi, em lo quá chị. Em lo quá. Em lo là chốc Tào Tháo em rượt. Đấy rồi mình lại đập. Đấy rồi. Thằng đỏ còn nhảy bong bóng. Mình trộn đều lên cho cái nước tương nó kẹn đều lên cho nó nhạt. Bây giờ ăn thử này. Ôi giời, ăn cái này trước đi xong chốc đập nút thằng đỏ ra. Người Nhật ngày nào cũng ăn cái này. Tanh. Nhưng mà vẫn ăn được. Trứng sống tanh. Nhưng mà phải ăn thêm với cái gì đấy nữa cơ. Thì khả năng nó sẽ bớt tanh. Đó, bây giờ là có cái quả mù căng trải, à cái quả nòng đỏ này. Thì mình sẽ đập nốt quả nòng đỏ này ra. Pop, pop, rồi đấy. Ôi, mọi người nhìn này, chảy ra. Thấy không? Ôi, úi lời ơi. Béo, tanh, nhớt, cay cay của hạt tiêu, mặn mặn của nước tương. Nói chung với mình ấy, thì mình ăn được mọi người ạ. Nó không ngon lắm đâu nhưng mà ăn được. Mình ăn được bởi vì mình cái gì cũng ăn được. Mình từng mệnh danh là mấy xe sinh tố. Mình cái gì cũng ăn được, cái này mình ăn được. Đây, thấy không? Nha. Nhớt nhột này nha. Trời ơi, thêm miếng nữa. Không biết là có đau bụng không nhưng mà ăn được. Hôm nay ăn trứng sống, trứng sống, trứng sống, trứng sống. Thế mà còn nổi bong bóng luôn nè. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho nạc tộ vào. Phải ăn cho cái vị thịt nướng này đi. Ăn cho cảm giác là họ đang được ăn thịt. Không, tụi lại. Tụi lại, nuốt lại. Để chấp, chỗ kia mình trộn sang cái kia. Đây là combo gọi là nhớt cộng thối. Đi ra. Đi. Nó ngửi cái mùi ấy. Đấy, trời ơi. Ăn với nạc tộ ngon hơn. Ăn với nạc tộ ngon hơn bởi vì nó đậm đà hơn.
và rất 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 là nhớt. Ôi, ăn thêm miếng nữa sao? Nước và tơ bay lung tung. Nói mà ăn được, hay hay, vui vui. Nhưng mà bạn thích không thì không thích mọi người. Ăn được rồi. Rồi, bây giờ sẽ đến cái phát này. Úi giời ơi. Úi giời. Rượu cho thêm tiền để không nấu ăn. Úi giời ơi. Úi giời. Bên này thì có mùi thịt nướng, bên này không có mùi gì cả, chỉ có mùi gà tộ thôi, nhưng mà thum thụt, thoang thoảng mùi thum thụt. Ăn với kim chi thì có được chị? Được. Bóc thêm kim chi ăn cùng với kim chi. Khó. Hôm nay ăn trứng sống. Hôm nay ăn trứng sống. Vì lần đầu lên hơi bị gồng. Không biết có qua nổi vụ này không. Trong lòng em cảm thấy trống vắng. Văn chưa đi đâu. Để từ từ em nghĩ lại, em nghĩ lại. Hôm nay ăn trứng sống. Vì là lần đầu nên em hơi gồng. Không biết có qua nổi em này không. Nhưng mà em sợ bị tháo cống. Đúng rồi. Nhưng mà em sợ bị tháo cống. Trời ơi, what's up? Anybody? Hôm nay ăn trứng sống. Tầng 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 tầng. Không biết có à. Hôm nay ăn trứng sống. Em lại nhá. Hey, what's up everybody? Hôm nay mình ăn trứng sống. Vì là lần đầu nên hơi bị gồng. Không biết có qua nổi đêm này không. Nhưng mà mình sợ bị tháo cống. Oh yeah. Tháo cống thật đấy mọi người ạ. Mình nhìn này. Ăn thêm miếng. Thôi tháo thì tháo hết một thể đi. Đấy ăn xong rồi phải. Ngoài ngoài cái này không được cái tơ á. Nó sẽ bay xa. Thôi phải. Ăn éo. Vặn vẹo. Thì mình cảm thấy là cái món này nó không hợp với mình mọi người ạ. Khả năng là sẽ bị tháo cống. Vậy nên, xin chào mọi người, mình sẽ chuẩn bị dừng video ở đây đây. Thì nói chung là cuộc sống là những trải nghiệm, các bạn hãy thử nhé. Cũng ngon nhưng mà cơm phải nóng cơ. Kiểu như mình trộn với cái này vào ấy, xong nó nguội thì nó sẽ bị tanh. Nhưng mà phải ăn với cơm nóng kiểu như là thật là nóng ấy, thì sẽ ngon. Nên ăn với kim chi này, rồi hành này, nước tương này, tiêu này, mù tạt này, gì gì đấy. Còn là tộ thì ăn được. Là tội thì ăn được, nhưng mà cái món trứng sống này thì hơi gian chuôn. Tập kết hôm nay là như thế. Nói chung thì cũng vừa ta thử thách bởi vì mình vẫn ăn được. Nếu các bạn yêu thích kênh của mình hoặc là muốn mình làm video gì về những cái món ăn ở bên Nhật thì mọi người nhớ comment ở dưới video này nha. Và nếu mọi người yêu thích kênh của mình thì đừng quên cho mình xin một like, một share và một đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Bye bye mọi người.